thấy âm thanh. Vâng, Ngọc Quang Bắc Giang xin được test thử 3 cặp loa hàng nổi tiếng của Nhật Bản. Vâng, sản phẩm đó là BB mã 252V, một trong dòng loa Ngọc Quang đã giới thiệu nó là hay nhất cho dòng BMW. Và với tình trạng siêu đẹp như thế này, em test thử một lúc 3 cặp cho các bác ở các tỉnh thành. Vâng, tại sao dòng loa bé nhỏ như thế này mà giá tiền nó cũng khá khá mà lại được bên Ngọc Quang cung cấp và bán cho các bác rất nhanh và rất là nhiều. Vâng, tại sao nó được sốt như vậy, nghĩa là nó chất âm nó như thế nào và cái độ giá trị quý giá như thế nào, thì sau đây mời các anh chị thử thức cái chất âm của nó một lần nữa. Vâng, cái dòng này thì em cũng tiện đây test để gửi đi cho các bác, nhưng mà cũng tiện giới thiệu thêm một lần nữa. Các bác biết rồi, những sản phẩm 252V bên Ngọc Quang chọn lọc thì nó đều như thế này. Đấy, các bác thấy nó xuất sắc chưa ạ? Vâng, xứng đáng là tiền nào của đấy nhá. Những cặp loa nó xứng đáng với đồng tiền các bác bỏ ra. Phải nói đẹp đến lức lở luôn. Bên em đã kiểm tra đánh số đôi theo từng đôi một rồi. Phải nói là tuyệt vời. Mời các bạn thử thức chất âm này. Đấy, các bác khách này đến từ tỉnh xa. Hoạt lít mới nhỉ. Cặp loa nó phải nói là xuất sắc. Hai mã số này các bác. Vâng, 252V thì nó là một trong những dòng loa của Nhật Bản. Và cặp loa này thì nó làm hài lòng nhất những bác nào khó tính nhất ở trên giới audio, vừa nghe vừa hát cao kê. Cặp loa 252V này mà được phối ghép với cả những cặp loa Boss kia thì đây đó là đối tác 102, người ta gọi là song kiếm hợp bích. Đấy, hai cặp loa B và Boss thì đây nó là hai đối tác quẹn vào nhau, phải nói là tuyệt vời. Vâng, xin cảm ơn các bác đã bỏ chút thời gian thưởng thức cái chất âm và được Ngọc Quang giới thiệu về sản phẩm 252V nó đẳng cấp như thế nào và chất âm nó ngọt ngào như thế nào, các bác cũng đã biết rồi đúng không ạ? Vâng, các bác có nhu cầu hãy điện cho Ngọc Quang theo hai số máy trên tấm biển màu xanh này. Và trung tâm của Ngọc Quang là tại thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, đối diện trung tâm thương mại của huyện Hiệp Hòa, đúng ngã 7 luôn. Vâng, các bác theo dõi được video, mong các bác nhấn nút đăng ký kênh nữa, ủng hộ Ngọc Quang Bắc Giang. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.